À, xin chào quý vị. À, tiếp theo em giới thiệu đến quý vị một số mã dàn đầu mã đầu CD. À, hôm nay em giới thiệu đến quý vị là đầu chiếc đầu CD Kenwood DP 2050. Hàng còn cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đây. Quay sát luôn cho các bác xem. Không có một vết xước. À, báo giá luôn cho các bác, giá của em nó là 2 triệu rưỡi. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em. Mọi hoạt động, mọi chức năng hoạt động bình thường. Em cho đọc chiếc đĩa ghi kém nhất đấy. Ok chưa? Đây em chi tiết cho bác xem. Quay sát luôn. Hàng còn cực kỳ là đẹp nhé. Giá của em nó 2 triệu rưỡi các bác nhé. Lên bài này, nhận này. Ok bác. Nhận đĩa rất là nhanh, khá là tốt luôn. Hàng rất là đẹp nhé này. Hồi xưa đâu, đẹp như thế. Anh hỏi em rằng test giới thiệu đến các bác chiếc đầu CD Kenwood DP 2050. Giá của em nó là 2 triệu rưỡi các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em theo hai số điện thoại trên. Để truy cập kênh audio của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ, các bác nhập số 0982 246 621 vào Zalo, Facebook, Google, YouTube, YouTube đấy hoặc là Cốc Cốc. Tất cả các bài đăng giới thiệu về sản phẩm em đều đăng trên đó. Em trân trọng cảm ơn.